Ngài là một đấng thiêng liêng từ bi, mang tình thương bỏ nơi an lành thượng giới xuống nơi gió mưa dương trần, đem pháp âm nhiệm màu đắm chìm sóng mê, vớt lên khỏi nơi luân hồi. Đức Thầy là đấng Bồ Tát từ bi, đã chọn con đường cứu nhân độ thế, nên Ngài đem tình thương bao la ban rải khắp muôn loài. Ngài yêu người Việt Nam đang sống cạnh đói đài, Việt Nam đang điêu tàn trong khói lửa, dưới gót dài xâm lược như của ngoại bang. Người dân hiền thì đói rách như lầm than, kẻ giống nô thì đồng loa với quân thù, nghĩ cho nước nhà lắm cạnh đi thương đau. Đó là lúc Ngài lâm phàm cứu vớt, Ngài xót đau khi nhìn cuộc nhiễu như thế sự, nợ nước tình dân gánh nặng trăm bề. Thế hải sơn minh dường như đã nguyện một câu thề, vừa đem Phật pháp nhiễm màu giảng dài, vừa đem trí tài bảo vệ quê hương. Bước chân Ngài đi khắp muôn phương, đem đạo lý truyền từ Nam chí Bắc. Ngài chỉ cho chúng sanh con đường chánh pháp, để một đời này vượt khỏi bể trần ai. Ngài vẫn luôn đương nồng tình yêu như trời cao phủ trùm khắp trên địa cầu. Tình yêu không bờ không bến, không còn phân chia, yêu khắp thế gian chẳng yêu riêng mình ai. Yêu hết muôn loài chúng sanh, có cây hoa lá, yêu núi non sông hồ và yêu biển rộng trời cao. Yêu hết muôn loài
có cây hoa lá, yêu núi non sông hồ và yêu biển rộng trời cao. Trước một thần tượng xuất chúng tài ba đầy lòng nhân ai. Có một khách hồng nhan đã đem lòng mến yêu và thổ lộ cả tâm tình. Nàng muốn tình yêu được đáp trả cho mình, nàng đâu ngờ trong xác thân tứ đài là tâm hồn của một bậc thánh nhân. Ngài chỉ xuống trần để cứu độ nhân gian, chứ không hề vương mang mùi tục lụy. Xác thân ngài lắm vòng ba cát bụi, những tâm linh không thể hiên dưỡng bụi trần. Giác tỉnh một tâm hồn lầm lạc si mê, Đức Thầy đã viết một bài thơ tuyệt tác. Bài thơ tỏ bài lòng quyết tâm sâu sắc, khuyến khách má hồng hãy chuyển hướng tình yêu. Chuyện tình yêu tầm thường nhỏ bé riêng tư thành một tình yêu phi thường cao cả, đem cuộc đời hiến dâng cho nhân loại, đó là tình yêu bất diệt tuyệt vời. Hãy yêu thật nhiều muôn loại chúng sanh, cho tình yêu đông đầy trong quý hoàng. Yêu cho tình yêu kết thành một khối, thì sẽ gặp Đức Thầy trong một khối tình yêu.